Hello, xin chào tất cả các anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ lên một số bình giữ nhiệt để anh chị lựa chọn nha. Và anh chị nào thích sản phẩm bên em thì nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nha mọi người. Và giá em báo là chưa bao gồm phí ship nha nha mọi người. Và anh chị chuyển khoản cho em thì em sẽ ray ship cho mọi người nha. Thì anh chị nào thích sản phẩm nào, mã nào thì gọi điện cho em để chốt đơn, hoặc là kết bạn Zalo cho để chốt đơn cũng được. Số điện thoại Zalo em để phần tiêu đề nha mọi người. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu với mọi người, đây là một cái bình ủ trà nha, dung tích nó là 1,5 lít và giá là 350, mã số 1. Em này thì thương hiệu nó là hiệu Joy Rosie nha. Cái này để mình nghiêng nước, đổ nước ra nè. Rất là đẹp ha, em này đẹp nha, có cấn tí xíu ngay đây nè đó. Hàng này hàng đã qua sử dụng cho nên là có cấn mớp chút xíu, mọi người nhớ châm chế bỏ qua nha mọi người, tại vì hàng đã qua sử dụng nha, nhưng mà độ mới đó là trên 90% nha. Em này mã số 1 cho em nha. Thường thì những em này là thường là made in China nha mọi người, China nhưng mà hàng xuất Nhật cho nên là chất lượng của Nhật nha mọi người. Và những em này thì em đã test ok hết rồi, mọi người giữ nóng và giữ lạnh đều được hết nha. Mình cầm để nóng lên là mình cầm nó không có bị tỏa nhiệt ra ngoài nha mọi người. Và em này có giá là 350, mã số 1 cho em nha, 350 mã số 1. Và tiếp theo thì em này là mã số 2, dung tích là 1 lít, giá là 300k nha. Đó, những em này thì mình để ủ trà, pha trà gì cũng rất là ok luôn nha. Nó giữ nhiệt suốt ngày nha mọi người, giữ nhiệt trên 20, 24 giờ á. Ron nó còn rất là đẹp ha. Em này mã số 2, dung tích là 1 lít. Mã số 2, dung tích là 1 lít. Em này thì không có bị lỗi lầm gì hết nha mọi người, không có bị cấn bóp gì hết nha. Mã số 2, giá 300. Và em có em này mã số 3. Mã số 3 cũng giá 300 và dung tích nó là 1 lít nha. Nó có trầy một cái, nó trầy cái nước bóng á mọi người, nước phủ bóng bên ngoài á. Nhưng mà nó không có bị cấn mớp nha, nó chỉ trầy cái lớp phủ bóng bên ngoài thôi. Nhưng mà cái bình này em này còn rất là đẹp luôn. Đó, răng nó còn đẹp lắm luôn. Em này thì dung tích nó là 1 lít giá 300 nha, mã số 3 cho em nha. Mã số 3 cho em này nha. Và em có cái em này. Em có cái em này là mã số 4, dung tích là 1 lít 2 và giá là 180. Tại sao 180 là tại vì cái bình này nó giữ nhiệt kém nha. Em test thì em sờ bên ngoài thì nó ấm ấm nha mọi người, nó giữ nhiệt kém cho nên là em sale với giá là 180 nha. Đó, em có báo nha, anh chị mua thì nhớ để ý kỹ giùm em nha. Cái này là bên đây là nó có cái lỗ nè, cái này là cái bình này để trong cái máy pha cà phê á mọi người. Đó, nhưng mà cái bình này dung tích nó lớn ha, cái này nước nó ra được nha, nó không có nước này nó ra được cái lỗ này nha mọi người, nó không có kính nước nha. Em này thì 180, mã số 4 cho em nha. Và em có thêm một em bình như thế này cũng dung tích nó 1 lít giá 300 nha. Cái đế nó xoay nha. Những em này giữ nhiệt rất là tốt luôn mọi người. Đó. Em này giá 300 mã số 5 cho em nha. Giá 300 mã số 5 cho em nha. Giá 300 mã số 5. Và tiếp theo thì em có em này mã số 6. Em này thì dung tích nó là 1 lít rưỡi và giá nó là 350 nha. Em này hiệu Joy Rusi nè. Em này có cái tay cầm ha, có dây đeo đó. Em này bên dưới nó để máy in Thái Lan nha mọi người. Đây,
bên đây nó có cấn xíu ở đây nha. Em like em có báo lỗi, báo chi tiết nha mọi người. Và được một cái chén nha, chén uống uống trà. Cũng tức nó là 1,5 lít, miệng miệng cái miệng rộng như thế này mình dễ để đá vô nha mọi người, vệ sinh cũng dễ nữa. Mã số 6 em này nha, 1,5 lít mã số 6 nha. Và em có em này mã số 7 đó, em này cũng rất là đẹp nha. Em này dung tính nó là 1,2 lít nha, mã số 7, giá 350. Em này còn mới đẹp lắm, còn tem nha. Nói chung những em này thì em đã tuyển hết rồi, hàng đẹp đẹp thôi. Đây mình nắm tay để mình nghiêng, mình đổ nước ra nha. Này về trước khi mình dùng thì mình nhớ vệ sinh lại giùm em nha. Tại vì em rửa em cũng rửa sạch nhưng mà nó hơi về mình xài mình phải tẩy lại, mình phải rửa sạch sẽ lại mới được. Em này mã số 7, giá 350 nha, 1,2 lít mã số 7. Và em có em này đó. Em này mã số 8. Dung tích nó là 1,5 lít, giá 300 nha. Em này thì dáng thể thao nha mọi người. Đó như thế này nha. Dáng thể thao nha. Em này còn mới đẹp. Em này giá 300 mã số 8 nha, giá 300 mã số 8 nha. 300 mã số 8. Và ở đây là mình bật nè. Đó mình bật vậy. Mình bật cái nút ra để mình có thể uống nước ngay đây nha mọi người. Đó mình gài lại ha. Mã số 8 giá 300. Và tiếp theo thì em có cái em này cũng thương hiệu Remot. Đó, dung tích nó là 2 lít. Em này dung tích nó là 2 lít nha. Giá 350. Giá 350. Những em này thường thường nó là China hết nha mọi người. Đây nè, đây mình bật xuống. China là xuất Nhật nha mọi người. Mọi người nên hiểu điều đó nha. China xuất Nhật là chất lượng tiêu chuẩn của Nhật nha mọi người. Giá 350 mã số 9 cho em nha. Đó. 350 mã số 9. Bình còn đẹp lắm. 350 mã số 9. Và em có cái em bình này. Em bình này thì dung tích nó lớn, em bình này cái nó lớn lắm. Em bình này dung tích nó là 2 lít. Và giá là 350 nha. Dung tích nó là 2 lít, giá 350. Cầm ngay đây ha. Em này thì không có bị cấn bóp gì hết. Nhưng mà cái lớp nhựa này thì nó cũng có trầy xước nha mọi người. Đó. Cái lớp nhựa của cái quai á. Đây bên trong. Mình bấm vậy để mình mở nước lên, mở nước ra. Mình không cần dặn cái nắp ra nhưng mình chỉ bấm nút là nước nó sẽ ra được nha. Em này 2 lít. Mã số 10 giá 350 cho em nha. Mã số 10 giá 350 cái bình này nha mọi người. Dung tích nó 2 lít. Cái bình này lớn nè. Và tiếp theo thì em có em này. Em này thì dung tích nó là 1,2 lít. Dung tích 1,2 lít giá 350. Mã số 11. Em này có dây đeo. Đó, em này có dây đeo ha. Và bên dưới có mắt in da băng bên dưới nha mọi người. Mình không xách thì mình kẹp vô như thế này nó gọn lắm ha. Em này có được cái chén.
Em này 350 mã số 11. 350 mã số 11 cho em nha. Và tiếp theo em có em này mã số 12 cũng giống như mình đó luôn, hiệu Joy Rosie luôn ha. Dung tích nó là 1 lít 2. Dung tích 1 lít 2, giá 350 mã số 12 cho em nha. Giá 350 mã số 12. Hiệu Joy nha. Giá 350 mã số 12. Dung tích 1 lít 2 nha mọi người. Và em có một cái bình mini, bình đựng cà phê như thế này nha mọi người, nhỏ nha. Em này thì dung tích nó là vừa một ly cà phê là khoảng 500 ml nha mọi người. Giá em này là 90k nha. Tất cả những em này thì mọi người chú ý là có cái đồ cản đá luôn ha. Chú ý là em đã test nhiệt ok hết luôn ha, về mình sử dụng ok nha. Cái này là vừa một ly cà phê nè. Anh chị nào có đi đâu đi làm hay đi chạy xe rồi đó thì mình mang theo một cái bình như thế này ha, rất là tiện lợi luôn. Rồi, video của em đến đây là kết thúc nha. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay nha. Em xin chào và tạm biệt nha. Và anh chị nào có chốt mã nào thì gọi điện cho em để chốt đơn nha, hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại em để phần tiêu đề nha. Anh chị đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi để mình cập nhật được những cái sản phẩm đầu tiên mà em đưa lên nha. Bye bye mọi người ha.